Đầu tiên là mình đặt mục em đặt mục tiêu là có thu nhập 10 20 triệu một tháng, xong bắt đầu là mình cũng thực hành 1 2 tháng mà mình chưa lúc ấy chưa tham gia vào nhóm đâu. Vào nhóm anh Thứ dẫn dắt đấy. Khi anh Thứ dẫn dắt thì anh trực tiếp anh gọi điện cái ngày đấy thì anh hỏi em ấy. Thì có đến đến lúc đấy thì em mới chỉnh sửa cái bước bước một của em là nó hoàn chỉnh thế này. Em chào thầy Bình và chào cả nhà. Em cũng xin hỏi thêm thầy một câu là em muốn cũng dự định là nếu mà mình gom được đủ tài chính ấy, để mình gieo một căn 50 triệu này. Nhưng mà em muốn là dấu ấn nó mạnh ấy. Thì không biết là ở DCI Phú Thọ này là có cái hoàn cảnh có nghĩa là có cái hồ sơ nào ấy để mình cần còn làm để gieo này. Mình đến trực tiếp rồi này. Không, có nghĩa là em muốn gieo hoàn chỉnh một căn cho nó hạt nó mạnh như này. À, tức là nếu mà mình đủ duyên mà mình gieo một căn 50 triệu thì mình đi tuyệt vời. Còn nếu kể cả chúng ta không có đóng góp một chút cũng được, nó tùy khả năng, nhưng mình vẫn cứ nên đi cùng với đồng đội. Ở Phú Thọ em liên lạc với cả 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 bạn Trang ấy, bạn Trang ở Phú Thọ đó, bạn ấy là vừa là cổ đông của DCI mà vừa là mạnh thường quân rất là mạnh, bạn là chủ trường mầm non ấy, cho nên là bạn liên lạc với bạn Trang, em hỏi những thứ nó sẽ cho số điện thoại, sau đó là mình cùng đồng hành, không có của thì có công, tức là không gieo trực tiếp là 50 triệu nhưng mình có công kết nối. Mình có công mình kết nối để những cái hoàn cảnh khó khăn họ được giải ngân. Ví dụ mình kết nối với cả DCI Việt Nam. Thầy ơi, em muốn gieo một căn nhà mà bây giờ em có 25 triệu. Thì quỹ DCI bù cho em 25 triệu để em gieo một căn nhà Phú Thọ. Maybe nó lại thành công. Đúng không ạ? Có phải là tuyệt vời không? Mình bỏ ra một số lượng tiền nhưng mà mình lại kết nối những hoàn cảnh khó khăn đến với quỹ, đến với những cái mạnh thường quân. Mình giúp cho họ có được cái căn nhà LA có đó hạnh phúc kinh khủng. Cho nên là vấn đề nó không chỉ là tiền không, mà vấn đề mình tìm mọi cách để giúp cho cái hộ đó họ có được căn nhà thì dấu ấn nó cực mạnh. Cho nên khi mà quỹ DCI mà chúng tôi gieo đấy, tôi không phân biệt là vùng miền hay là tỉnh thành nào đâu, cái hồ sơ nào nó đủ mà nó hợp lý thì khi chúng tôi nhận mà nó đủ duyên á, làm chúng tôi giải ngân thì cực kỳ tuyệt vời. Có nghĩa là nếu đủ một căn tuyệt vời, nhưng mà có nửa căn nhưng mà đi tìm hồ sơ xong rồi kêu gọi mọi người cùng làm với mình đủ được cái hạt giống để cho họ hoàn thành được căn nhà, nó còn mạnh hơn cả việc mà chúng ta chỉ có bỏ tiền không, hiểu không? Vừa bỏ tiền mà vừa bỏ công ấy, cái đó hay lắm. Rồi, cảm ơn Hùng. Dạ, em xin có một câu hỏi nhỏ nữa, xin được gieo hạt cho mọi người, những người mà học DCI mà chưa tham gia vào nhóm Pro Leader và những bạn nào mà cũng đã tham gia rồi á, tham gia DCI học DCI rồi mình sẽ tham gia vào những người chưa học DCI ấy, thì mình cũng nên, nếu mà học DCI qua các cấp độ 1 rồi ấy, thì mình cũng nên tham gia cái nhóm và vào nhóm học tập của dẫn dắt của anh chị Pro Leader này. Vì thực sự là khi bản thân em là khi mình cái bước một đến những bước một bước hai là mình đầu tiên là mình đặt mục em đặt mục tiêu là có thu nhập 10 20 triệu một tháng, xong bắt đầu là mình cũng thực hành 1 2 tháng mà mình chưa lúc ấy chưa tham gia vào nhóm đâu, vào nhóm anh Thứ dẫn dắt đấy. Khi anh Thứ dẫn dắt thì anh trực tiếp anh gọi điện cái ngày đấy thì anh hỏi em ấy. Thì có đến đến lúc đấy thì em mới chỉnh sửa cái bước bước một của em là nó hoàn chỉnh thế này, À. là nó mới chuẩn rồi thôi. Ồ, hay Còn quá. không À, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Cảm ơn bạn Hùng. À, mọi người biết là có những người pro leader tôi phải đào tạo 3 năm. Có những người tôi phải đào tạo hết 6 tháng. Để ra được 10 cái người pro leader đó là mất rất là nhiều công sức. Nhưng tôi hiểu được cái tầm quan trọng của đội ngũ leader chuyên nghiệp để họ biến tất cả những kiến thức của chúng ta học để mình sử dụng cho nó đúng. Và như vậy thì nó tạo ra những cho chúng ta những cái kết quả rất là ngoạn mục. Cho nên là ngay cái phần mà rất nhiều người, tại vì tôi nhận được rất là nhiều sự người cái than phiền ấy, đó là em đi học DCI nó không có kết quả.
gieo mới cả dùng gì, gieo hoài có được đâu. À, và sau khi mà tôi gặp một số người, tôi gặp một số học viên, tôi kiểm tra lại thì hầu như chúng ta làm sai, hầu như là mình làm nó bị thiếu. Thế cái đội ngũ leader họ sẽ giúp cho chúng ta làm rất là chuẩn chỉnh. Và mọi người cứ test 2 tháng đi, đúng không ạ? Có 2 triệu bạc thì mình cứ test đi. Tất cả những người học rồi còn chưa học thì không được nhé. Tất cả những người học rồi chúng ta test đi rồi mình sẽ thấy nó sẽ cực kỳ là hiệu quả đối với những con người mà chúng ta sẽ vỡ òa luôn đấy, bởi vì có nhiều cái mình quên hoặc là mình không có kết nối được vào với nhau. Đúng không ạ? Mọi người có thấy Pro Leader tuyệt vời không ạ? Ai mong muốn thì chúng ta để lại số điện thoại. Chúng ta mong muốn Pro Leader mình có thể để lại số điện thoại. Thì như vậy chúng ta sẽ mong muốn của DJI Việt Nam là gì? Là mọi người học ấy là còn phải ra kết quả nữa cơ. Thì cái đó nó mới đã. Chứ còn chỉ là mang kiến thức mà lại đi hù hù nhau là nhiều kiến thức á, chả ăn thua gì hết. Đúng không? Rồi.